Kính thưa quý vị, để điểm qua các phim sẽ được công chiếu sau ngày lễ Thanksgiving, tin từ Los Angeles, California. Sau đây là bản tin để điểm qua các phim sẽ công chiếu sau ngày lễ Thanksgiving. Đầu tiên là phim The Good Dinosaur của hãng Pixar. Có vẻ như là The Good Dinosaur sẽ thống trị các phòng vé trong những ngày cuối tuần này. Ước tính phim sẽ thu về 50 triệu Mỹ Kim theo dự đoán của một số website giải trí. Phim nói về cuộc hành trình tìm con đường về nhà của khủng long Arlo sau khi Arlo bị một dòng sông hung dữ cuốn trôi. Tiếp theo là phim Creed của Sylvester Stallone. Phim lấy nguồn cảm hứng từ phim Rocky do ngôi sao Sylvester Stallone đóng vai chính, ước tính sẽ thu về 23.5 triệu Mỹ Kim trong những ngày nghỉ cuối tuần. Và trong phim Creed thì Sylvester Stallone đóng vai Rocky Balboa và Michael B. Jordan đóng vai Adonis Creed, con trai của đối thủ của ông trong quá khứ, muốn trở thành một võ sĩ như cha anh. Đạo diễn Ryan Coogler nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như hai ngôi sao chính trong phim. Tiếp theo là phim Victor Frankenstein với hai ngôi sao Daniel Radcliffe và James McAvoy đóng vai chính. Và dự đoán phim chỉ thu về là 12.5 triệu Mỹ Kim sau 3 ngày công chiếu vì nội dung phim không thích hợp lắm với tinh thần mùa nghỉ lễ. Phim được phát triển từ tiểu thuyết cổ điển của tác giả Mary Shelley. Các phim trên hy vọng là đánh bại đối thủ The Hunger Games Mockingjay Part 2 có doanh số là 102 triệu Mỹ Kim sau 2 tuần công chiếu.